không cắn là anh bỏ ra thế nào? Cắn đâu? Sao đâu mà, ôi. Một quả trứng, một ít nước mắm, một ít nước chính. Trước nhớ ăn thịt rắn mẻ răng một lần rồi mà. Ăn thịt rắn, ăn thịt gà mẻ răng một lần ở nhà ai á? Hello, xin chào mọi người. Xin chào các bạn nhá. Chào các bạn nào quay trở lại Vado TV các bạn. Một buổi chiều hoàng hôn ở vùng quê mình, các bạn ở trước cửa nhà mình còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Hôm nay thì mình cùng Hợp đang, hai anh em đang đi câu cá, chơi xem có được con nào không. Đó, buổi chiều thì đi câu cá, không làm gì đi câu cá các bạn. Và cho các bạn xem ngắm cảnh hoàng hôn buổi chiều ngày hôm nay này các bạn. Wow, đẹp quá. Những tia nắng cuối ngày. Oh, cho các bạn xem một chút cảnh ở quê mình các bạn ạ. Hiện tại thì ở chỗ mình đang hiện tại chỗ mình đang lúa rất là xanh tươi tốt luôn. Đó. Ngô cũng bắt đầu lên rồi. Còn này thì đi câu cá, đi ngắm cảnh các bạn. Ui này, cái chỗ này này, hôm rồi rậm bây giờ nó phát rồi. Hôm rồi mình đi câu ở đây các bạn. Được nhiều cá lắm. Hôm nay đi câu thử xem có được cá nữa không. Đó. Bây giờ thì sẽ xuống câu các bạn nhé, cho các bạn là xem một chút cảnh vật ở quê mình vào buổi chiều hoàng hôn này các bạn nhé. Ngồi đây câu cá các bạn thấy hợp lý chưa? Đó. Câu vui thôi mà. Hợp thì đang chuẩn bị bay một chút cảnh flycam, mình sẽ thiết kế mồi câu, mang cho anh cái cần câu. Ok. Còn mình câu bằng run thôi các bạn. Lấy cho anh cái túi đi để anh lấy cái chân máy. Ok. Đi câu vui thôi các bạn. Khả năng mình hai anh em mình đi câu thì tỷ lệ mõm cao lắm. Nên là gọi là đi câu giải trí thôi. Buổi chiều hoàng hôn đẹp không các bạn? Này buổi chiều chưa tối đẹp quá. Bầu trời đẹp thực sự luôn. Nhưng mà anh em mình vẫn chưa được con cá nào cả. Hai anh em chắc chỉ ăn sẵn rồi chứ. Và câu cá thì không có đâu. Vừa rồi mình giật xin một con các bạn, nó rơi rồi.
giật lên rồi nó lại rơi xuống, khả năng là đi về thôi. Anh em thì chắc chỉ là câu cá ở chợ thôi, chứ để đi câu này không thể đỏ với là không kiên trì được. Ấy ấy, mất mồi luôn. Có một con cá gì nó ăn rất là mạnh nha, nhưng mà không thể giật được nó, hình như nó là cái con cá bống hay sao ấy các bạn. Cái bé tí ấy mà, ghét thật đấy, toàn phá mồi ơi. Thôi đi về nhỉ, thua keo này ta bày câu khác. Thế nào em? Anh em lại đang không đi về. Mõm nhỉ. Ok, chúng ta di chuyển các bạn. Thua keo này ta bày keo khác. Buổi chiều đẹp quá các bạn này. Chiếu là đi đi ra đây thì đi chơi được các bạn. Cũng không có ý định là gọi là câu cá về ăn hay gì đâu. Có nghĩa là đi câu thì may mắn thì được, không được thì thôi đâu. Buổi chiều quy thật là yên bình. Ôi rồi về nhà tối om. Ô đâu ấy? À xin chào Lý Văn Lợi. Ôi rồi hai anh em vừa đi câu về. Ô xin chào con. Có kèm cả mồi đấy anh ạ. Hả? Kèm cả mồi đấy. Kèm mồi á? Mở ra xem. Kèm là biết cắn không? Rắn à? Rắn hay chuột? Phê đấy. Ui con rắn, ui con rắn, ui con rắn. Lợi thì mang cỏ máu về cho mình các bạn. Đây này. Tối quá nhỉ. Đi cả chiều được bằng này thôi bố mày. Cái này mang về còn chia rồi. Chia với nhà nữa. Đây này, cái này thì bà bê phơi đang nhặt này. Đây bọn trẻ con nó nghịch rơi ra này. Có máu phơi. Đây cho các bạn xem. Cái này được yên không? Được, nặng lắm. Nặng lắm à? Cái một cốc này chắc tầm 2 cân rồi. Để lên xem nào, cân lên. Cái này mình mua lại của Lợi các bạn. Mọi người ai đến thì mình mua lại thôi mà. Cái này chắc phải tầm 1 yến ấy. Ở trong nhà này em ơi. Cân to thì cân to thì không ở nhà các bạn. Và một khúc này bao nhiêu cân? Phải 3 cân. Chắc phải 3, 4, 5 cân. Đấy, 2 cân 6. 2 cân 6. Lấy từng hai khúc vào nhá. Cân từng khúc đi, cân nào, từng khúc lấy đi. Sổ đây ghi vào nào. Đi cân từng khúc đi. Cái này chắc phải hơn yến. Nhìn thế thôi các bạn nặng lắm, nó tươi mà. 2 cân 8, thôi tù mù đi. 3 cân, 2 cân rưỡi đi. 2 cân rưỡi thì 5 cân, 10 cân, 12 cân rưỡi. 12 cân rưỡi. Đấy, cái này có 2 cân thôi mà. Cái nọ bù vào cái kia ấy. Cái này mà. Đấy, 2 cân, 2 cân 8, 2 cân 6, 2 cân 2. Sau hôm nào mà đun thì chặt ra ấy. Đúng rồi. Kiểu mình hay dùng ấy. Cái này cân cân rưỡi. Đấy. Bù cái nọ cái kia mà nặng lắm con này. Ở đây này các bạn này, nhà mình thì mua về xong rồi là băm ra, thái ra, rồi là phơi. Ui này, nhìn màu đẹp chưa? Màu đỏ au luôn này. Đẹp quá. Có máu. Cây huyết đàng này các bạn. Đây này, nó là cái cây nó. Cái nhựa nó dính quần áo pin. Đi vào đây. Đây này các bạn này, khi mình chặt thì nó sẽ ra cái đỏ đỏ này này. Giống như máu này này. Đó. Nó chảy ra đỏ chót luôn. Thì đang thì để băm lá chè, chè xanh nha các bạn. Chè xanh uống tốt hơn chè khô nhá. Chẳng qua là nó hơi có mùi một chút thôi. Nhà mình thì nếu mà không đun nước thuốc uống thì uống nước chè xanh này. Nước chè xanh tốt hơn. Chè xanh này có tác dụng mang về thanh nhiệt, rồi là mang về ngâm ấy. Ở đó không ngâm rồi. Mang về tắm cho trẻ con, mang về tắm cho người lớn. Mang về tắm cho em bé các kiểu. Rồi bây giờ thì đi vào nấu cơm thôi. Hợp Lợi thì hôm nay có mồi đi theo các bạn.
ăn quả na lên. Lợi thì mang con này không cắn được. Cắn đấy. Không cắn đâu, em mang từ trên về rồi. Thế thì em lấy ra đi. Đó, đây là không cắn được anh bỏ ra thế nào. Không cắn đâu. Cái này chắc phải 1m6 ấy nhỉ. Ui hơn đấy. Cẩn thận nha. Không cắn mà. Ô thở lợi này. Cao chứa mà con rắn. Con này phải 4-5 lạng. Thôi thôi em cầm đi anh tranh thảm. Nó không cắn được. Thôi em cầm đi, cầm đầu cho anh. Như kiểu với em hay nói là lúc bắt thì mình nhổ bọt vào cái mồm nó không cắn được. À thế à? Là thuần nó đúng không? Đấy. Anh hay đọc truyện là thằng liều ấy, nó cũng thế luôn á. Nhà vợ em làm thế. Có nghe bảo là mày đừng có cắn tao thì nó không cắn đúng không? Nhổ bọt vào cái mồm nó ấy, rồi nó không cắn nữa. Nhưng mà áp dụng với con rắn không độc này nhá. Ờ đúng rồi. Đây các bạn, bây giờ thì sẽ làm món gì đây? Anh làm cái gì mà tất cả mọi người ăn được ấy? Tất cả ăn được, chỉ có làm chả thôi các bạn. Chả rắn các bạn nhé. Này, mày quá, hôm nay không phải là anh em mình cũng có số được ăn mà. Chỉ có số thì vẫn được ăn thôi, nhưng mà hơi đen một tí là không câu cá được. Nhưng mà vẫn được ăn này, này. Con rắn này. Đủ ăn không? Thoải mái. Con này phải 4-5 lạng. Con này 4-5 lạng các bạn này. Con giáo này là to đấy. Như này to đấy. Bây giờ thì em xử lý cái này nhá. Bây giờ sẽ đun nước các bạn. Cái này sẽ đun nước rồi là xử lý nó. Mình sẽ bìa lấy lá lốt rồi là gia vị các kiểu. Rồi em xử lý nó đi. Bỏ ra, bỏ. Không sao đâu mà. Ôi giời. Con này nó vàng ươm nhỉ. À đây mình soi á, thấy cái bụng nó nhìn phát đẹp lắm. Đúng rồi. Cuộn tròn ở trên muối ấy. Cái này là muối tận đây đi nha, bởi vì không phải đến đây đâu. Sao? Cái muối đến tận đây đấy, bởi vì đây nó vẫn có ruột đấy. Thế à? Ở đây là súng của nó thôi chứ. Chả biết nhưng mà ở đây vẫn có. Ừ, súng của nó mà. Con đuôi dài này chắc là con đực thôi nhỉ. Đây này, cái ấy ấy thì súng của nó mà. Nhưng mà lấy cả đấy á. À không sao đâu mà. Cái này như ở cái ruột thừa nó, súng của nó đây mà. Bỏ đi. Ở nhà sao nó lại cuộn ra đông sau đuôi nhỉ. Súng nó thò ra nó còn gai gai ấy đúng không? Súng chim rắn mà. Nó sao đâu, ăn tốt. Cái này thì mình sẽ băm hết làm, thế nhỉ? Làm chả ruột nó ấy. Ừ, béo thật. Đang mùa nó béo đấy. Mùa này mọi người đi hay đi soi rắn nhiều không ạ? Cái này trứng là lá gì đấy? Trứng mà. Hai quả cà. À nhỉ, đúng rồi, chính xác rồi. Lấy không? Có đấy. Chu. Đang ở con chim đấy, như là con trứng đây này. Hai quả cà mấy cái này vứt đi thôi. Lấy cái gan nó nhé, gan rắn tuyệt vời đấy. Lấy gan với tim nó này này. Này mật rắn này. Ông nào mà bị cụt chỗ nào uống cái này vào như giật quá ấy. À thế à. Mọc lại. Đâu, nó khỏi chứ nhỉ. Nó khỏi rồi. Thế là đâu. Lòng vứt đi nhá, chả lấy đâu, ít quá. Nếu mà nhiều ấy, làm cái lòng để xào lan ngon lắm các bạn. Lòng rắn ấy. Đang béo nên chưa đấy. Đúng rồi. Rắn người ta lấy cho nước uống, cho rượu uống thôi. Thôi bây giờ sẽ băm chả nhỉ. Anh thiết kế chỗ băm chả nhé. Con rắn này xương cứng lắm các bạn, nên là mình phải dằm cái xương nó trước đã. Ô có cái chai, có cái chai thủy tinh không nhỉ? Để gõ. Ừ, lấy cái đít chai thủy tinh gõ vào đây thì nó nát nhanh lắm, nó dễ dằm hơn nhiều. Đổ hết vào không con, không đủ à? Có. Cái đấy mình dùng em mặt rau có nát được không? Rau. Nó không nát bằng cái bằng cái chai ấy, cái chai thủy tinh ấy. Lấy cái đít chai thủy tinh gõ nó nát nhanh hơn nhiều.
cái này phải dầm cho nó nát hết xương này các bạn ạ. Dùng cái đít chai này nó nhanh hơn nhiều các bạn. Đây, mình chỉ cần đập một tí là nó nát hết cái xương rồi. Đó, nếu mà mình dùng dao thì mất thời gian cực kỳ luôn. Đây là cái mẹo này cũng học được các những người đi trước thôi. Nhanh lắm. Đây này. Giảm xương nát luôn. Bây giờ mình giảm xương nát đã, tí mình băm cho nó dễ. Bây giờ thì sẽ cho các gia vị vào các bạn nhé. Cái này thì cho xả, không cho gừng đâu đúng không? Là hợp lợi. Không, không cho gừng đâu. Cho xả với lá lốt các bạn. Vậy là cho một chút hạt dổi vào. Còn lại là cho trứng. Trứng để tạo kết dính nữa mà. Đúng rồi. Cho nhiều quá thì nó ngon chát đây. Với cả nó hay bị cháy. Thật ăn thế, ăn thịt rắn chả thấy thịt rắn đâu đúng không? Thế thà mình ăn trứng thì còn hơn. Ăn trứng rắn thì cho nó nhanh. Đấy. Một quả trứng, một ít nước mắm, một ít mì chính, một chút hạt dổi. Ok. Rồi, thế thì cho thêm tí súp đi. Rồi, bây giờ thì món này thì sẽ đảm nhiệm. Ngon hay không ngon là do mình đấy. Sao cái gà lâu thế nhỉ? Bây giờ thì sẽ chờ cái mỡ nó già đi. Rồi ăn nó già đi rồi nó đi vào. Bằng này chắc được một đĩa đây nhỉ. Tầm đấy. Bây giờ đói lắm rồi, mèo kêu, mèo nói theo. Chưa được như được, phải đợi cái giờ nó nóng. Để làm phương án nhanh nhất thì anh em mình dùng cái thìa dán trực tiếp thôi chứ không cuốn lá lốt gì cả. Đó, như này thì sẽ nhanh chín hơn. Làm đúng miếng vừa ăn luôn. Thơm, vừa dán được thơm. Thơm à? Nghe vào đục không ăn thì ăn. Em bảo. Biết đâu. Đấy, đúng miếng vừa luôn. Cái này thì mình sẽ làm một mẻ luôn. Thank you.
cố gắng thì vẫn đủ một mẻ đấy. Cái này rán thì nó ngót rồi. Không một mẻ đúng không? Kiểu gì luôn. Đấy, vàng rồi đấy. Bây giờ thì sẽ dán nốt bên còn lại là bên mâm. Không phải để ngoài nó mới để chưa được. Ok không? Thường thế rồi này, đang đói nha. Ok các bạn, hôm nay thì hai anh em đi với Hợp đi đi câu cá các bạn, nhưng mà mõm không được con nào. Nhưng mà số thì hai anh em vẫn được ăn thôi, nên là vừa về đến nhà phát thì mồi đến tận nhà luôn. Đây, đây là con rắn lợi bắt được. Hôm nay thì ăn măng với rắn vậy là uống bia thôi. Mời mọi người đi nhỉ. Lợi ấy, Hợp ấy xuống luôn đi em. Đi, xuống đây. Đang khát bia. Chả rắn các bạn. Gắp cho mỗi người miếng. Hôm nay mình với Lợi ướp nên là kiểu gì cũng ngon nhỉ. Này, mỗi người một miếng đi. Chả rắn thì phải làm kiểu này mới ngon các bạn. Mình sẽ xin miếng to nhất đi. Đây các bạn. Thử nhé. Xem gãy răng không nhé. Cứng quá. Tại xương rắn nó cứng à. Lơ mẹ. À. Ăn này không cần thận, mẻ răng ấy. Mẻ răng á. Trước nhớ ăn thịt rắn mẻ răng một lần rồi mà. Ăn thịt rắn, ăn thịt gà mẻ răng một lần ở nhà ai á. Hương nó cứng nhỉ. Ngay kỹ rồi. Ngon quá. Thịt rắn làm kiểu này ngon rồi các bạn. Mà ai cũng ăn được, dễ ăn. Còn có cách nữa là mình nấu con vén này, hoặc là mình xào lăn ấy. Những cách đấy thì nhiều người là nhìn thấy da rắn hoặc là hình con rắn ấy nhưng không dám ăn, còn làm chả thì nhiều người ăn được. Dạo này toàn ăn măng thôi mèo ơi. Này, đã nghèo rồi còn nghèo. Suốt ngày nghèo thôi. Nghèo thật mà.